Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu yếm liền quần cho bé xinh xắn như thế này. Mình sẽ làm dạng quần đùi và thụng ha. Mặt sau thì cũng có làm thắt dây để cài điều chỉnh. Có dây cài ở phía sau nè. Phần đũng dưới thì có tạo cài nút để cho mẹ có thể dễ dàng thay tã cho bé hơn. Thân trên thì mình sẽ trang trí họa tiết chú rồng. Các bạn cũng có thể gắn thêm tên để tạo sự khác biệt cho phần yếm của mình và có thể tăng giảm size cho cả bé trai lẫn bé gái. Đầu tiên thì cần phải móc cho mình một cái thân yếm như thế này. Ở clip trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu thân yếm này rồi, nhưng nhiều bạn còn thắc mắc về cách tăng giảm size nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn ha. Đầu tiên tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Đây là điểm cần tăng giảm size đầu tiên ha. Các bạn cần móc cho mình cái xích đầu tiên sao cho khi mình đo vào thân hông của bé nó vừa vặn là được. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật mà cái số xích này nó có thể khác nhau ha. Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 75 mũi móc. Và lưu ý nè, cái xích đầu tiên các bạn cần phải móc cho mình làm sao cho nó thành số lẻ ha, chứ đừng có móc là số chẵn nha, để mình dễ chia hơn. Sau khi mình đã móc tổng cộng được 75 mũi móc xích, ta đạt được một cái chiều dài như thế này. Khi mà mình chọc đôi hai sợi lại, nó sẽ bằng với phần thân hông của size các bạn đang móc ha. Thì cái kích thước này mình có để ở phần mô tả. Tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Ta đâm kim vào chân thứ 75, móc vào đó một mũi kép đơn. Lúc này các bạn sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Cứ mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì ta sẽ được một chiều dài của thắt lưng như thế này. Hàng móc tiếp theo móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình có 75 mũi kép đơn ở hàng đầu tiên thì tạo ra 75 chân móc cho hàng kế tiếp. Thì hàng thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên nè ha, một kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cho tất cả các cái size các bạn đều làm tương tự như vậy cho mình ha. Móc tương tự đến cuối hàng, sau đó móc thêm cho mình một hàng móc như vậy nữa để mình tạo cái độ dài cho phần thắt lưng ha, cũng như là phần cột dây ở phía sau. Sau khi đã hoàn tất cho mình được 3 hàng móc đều nhau, mỗi hàng móc có 75 mũi, ta chập lại nè thì mình sẽ có được một cái độ rộng cho phần thân hông như thế này. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân nằm chính giữa của 75 mũi đó. Tức là lấy số xích đầu tiên chia đôi ra, ta sẽ được cái số mũi nằm ở chính giữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại để tạo độ rộng cho phần thân yếm nè. Từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Thì đối với cái xích này nè, tùy vào cái độ rộng của phần thân yếm mà các bạn mong muốn, các bạn sẽ móc lên cho mình cái số xích tương đương với cái số cm mà các bạn muốn chừa ra ha. Đối với mẫu này, mình làm size nhỏ nên mình chỉ móc lên 3 mũi móc xích. Và các bạn sắp xếp cho mình cái xích này nó sẽ là số lẻ ha. Sau khi đến được 3 mũi móc xích rồi nè, mình sẽ tiến hành đưa kim vào cái chân móc của cái đầu bên cạnh. Đâm kim vào chân móc đầu tiên ha, móc vào đó cho mình một mũi trượt. Đánh dấu cho mình vào cái chân nằm chính giữa, tức là cái số lẻ nè, 3 mũi thì cái chân nằm chính giữa sẽ là chân thứ hai ha. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới nè. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn. Mình sẽ móc cho đến cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu. Thì cái chân móc đầu tiên sẽ là cái chân mà mình vừa móc mũi giờ kết thúc cái hàng đầu tiên đó. Móc vào đó một mũi kép đơn nè. Sau đó làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân mình đánh dấu đầu tiên ha. Sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu rồi nè, thì ở cái chân móc mà mình đánh dấu đó các bạn tháo kim đánh dấu ra. Ta sẽ móc vào cái chân móc đó 3 mũi kép đơn cùng một chân móc ha. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba. Sau đó tiếp tục di chuyển kim qua các cái chân móc kế bên và mỗi chân móc ta cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến cái chân móc thứ hai mà mình đánh dấu ở đây. Khi đã móc được đến kết thúc hàng thì ở đây mình có 3 cái mũi móc mà mình tạo cái khoảng cách á. Thì các bạn cũng móc cho mình đến cái chân mà mình đánh dấu chính giữa. Và cái chân đánh dấu chính giữa này cũng tháo kim đánh dấu ra.
mình sẽ móc vào cái chân đó 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Đây, vào chân này 3 mũi kép đơn nè. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba. Để tiện cho việc nhận biết được mũi móc á, các bạn sẽ dùng kim đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa, tức là cái chân của mũi kép đơn thứ hai. Đánh dấu vào đây ha. Ở cái điểm đầu tiên các bạn cũng làm tương tự như vậy cho mình. Sau đó móc cho đến cuối hàng, thì lúc này mình còn lại một chân nè. Sau khi móc đến cuối hàng, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì như vậy khi đặt cái phần thân yếm lại nè, hai cái mũi mà mình đánh dấu nó sẽ chạm vào nhau như thế này, nó sẽ giúp cho cái phần thân yếm nó cân bằng hơn ha. Đây, nó sẽ có cái độ rộng xòe ra như thế này. Để giúp cho phần thân yếm nó có cái độ xòe ra nhiều hơn á, các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình ở cái hàng tiếp theo. Thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tương tự như cái hàng mà mình vừa móc. Chân đầu tiên lưu ý sẽ là cái chân mà mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng bên trên ha. Móc vào mũi kép đơn nè. Sau đó làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân mà mình đánh dấu kế bên này. Đây, được các cái mũi kép đơn như thế này rồi, đến cái chân mà mình đánh dấu. Thì cái chân đánh dấu đó các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra và mình móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba. Ta cũng đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa ha. Là cái chân thứ hai nè. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân mà mình đánh dấu cuối cùng ở đây. Tương tự như cái chân đầu tiên thì cái chân đánh dấu thứ hai này cũng làm cho mình 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc đó. Và cái chân nằm chính giữa ha. Kép đơn thứ nhất nè. Kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba. Sau đó móc các cái chân móc còn lại cho đến cuối ha. Và nhớ đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa nha. Khi đã móc được đến cuối hàng rồi, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cứ mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cái chân mà mình đánh dấu thì chân đánh dấu đó móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Móc đến cái chân mà mình đánh dấu nè, thì chân đánh dấu đó móc 3 mũi kép đơn và nhớ đánh dấu vào cái chân thứ hai. Sau đó móc đến cuối hàng thì cũng làm tương tự nè. Móc vào chân nằm chính giữa 3 mũi kép đơn ha. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn gặp đôi cái phần thân lại nè. Đây sẽ là cái điểm cần tăng size thứ ba ha. 3 hàng móc móc đều không tăng mũi nè. Sau đó là các cái hàng móc tăng mũi. Thì khi các bạn móc cho mình nhiều hàng móc tăng mũi, móc cho mình cho đến khi mà các bạn đạt được cái độ rộng của phần thân yếm mà các bạn mong muốn. Đây, khi mà mình đặt cái phần thân yếm lại nè, tăng thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái phần thân yếm nó có được một cái độ rộng vừa phải, thì các cái hàng móc tiếp theo mình không cần phải tăng mũi nữa. Thì không cần phải tăng mũi tức là các bạn sẽ móc đều, mỗi chân là một mũi kép đơn và không cần phải tăng mũi nữa nè. Móc đều tức là sẽ không có cái chân móc nào có 3 mũi cùng chân móc nè. Các bạn sẽ móc đều cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được chiều cao của phần thân yếm. Thì để xác định được chiều cao của phần thân yếm mà các bạn cần móc nè, đây là cái điểm cần tăng size thứ tư ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình thước dây để mình đo. Ta sẽ đặt cái phần thân yếm lại và chạm hai cái chân móc mà mình đánh dấu lại với nhau nè. Thì đây sẽ là cái mặt trước ha. Canh chỉnh cho mình cho cái phần thắt lưng nó vừa phải. Sau đó sử dụng thước dây để mình đo nè. Các bạn sẽ đo sắp xỉ cho mình ở cái phần thắt lưng trên này. Ở đây mình sẽ được 22cm. Thì khi đã có được 22cm rồi nè, các bạn nhớ mình sẽ đo cho nó sắp xỉ thôi ha. Sau đó mình sẽ đo chiều cao. Nó sẽ được tính luôn từ cái hàng móc đầu tiên đến hàng móc cuối cùng. Nó cũng bằng với cái kích thước của cái phần thân hông này rồi nè, khi đặt nằm ngang ha. Ở đây 22cm thì cái phần chiều cao này cũng được 22cm. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần ống bên dưới. Thì khi đã đạt được cái chiều cao của phần thân yếm rồi, các bạn sẽ tiến hành cắt len. Tiếp tục tạo một nút cho cái sợi len mình chuẩn bị thay ha. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ở đây mình có hai lưu ý nhỏ nè.
Đối với những bạn nào mà khi mình móc các cái mũi kép đơn nó thẳng hàng á, nó thẳng một vị trí xuống dưới này luôn nè, thì hai cái điểm mà mình đánh dấu á, nó sẽ nằm song song với nhau và nó giúp cho cái phần thân yếm nó cân bằng. Còn đối với những bạn nào mà khi móc cái mũi kép đơn nó bị hơi lệch á, thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình từ bên trên xuống, tức là từ cái điểm mà mình tạo cái phần luồng dây á, giống thẳng hàng xuống cho mình nè. Đây, ví dụ như mà cái mũi kép đơn nó bị lệch á, thì các bạn sẽ giống nghiêng xuống. Sau đó mình sẽ chia đôi tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng ở cái phần thân yếm và mình sẽ chọn hai cái chân móc song song với nhau ha. Khi đã xác định được điểm cân bằng của cái phần thân rồi nè, có hai cái chân mà mình đánh dấu, thì từ cái chân mà mình đánh dấu này, các bạn sẽ bỏ qua chân đánh dấu đó và mỗi bên sẽ bỏ qua một chân móc. Mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ hai tính từ bên này qua ha. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Mình sẽ bỏ một điểm đầu và một điểm cuối, tức là cái chân đầu tiên là cái chân mình vừa đâm kim này nè, các bạn sẽ không móc vào đó mà đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi kép đơn. Và mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân mình đánh dấu bên này ha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu bên này rồi nè, thì tương tự giống như cái điểm đầu tiên, ta cũng bỏ qua cái chân móc sát bên. Đây, bỏ qua ba cái chân móc này nè, chân móc nằm chính giữa và hai chân móc hai bên. Thì lúc này còn hai cái chân móc sát cái cuối đó, mình sẽ chụm lại hai cái chân móc này thành một mũi ha. Thì cách chụm như sau nè. Ta lấy len lên kim, đâm kim vào chân kế cuối, kéo len qua chân móc. Trên kim được ba đường móc nè, kéo qua hai chân trên kim. Sau đó tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim vào chân cuối cùng là cái chân mình xác định ở đây ha. Kéo len, trên kim được 4 đường, kéo qua 2 chân trên kim. Sau đó kéo qua 3 chân trên kim. Như vậy là 2 chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên ha. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì cái hàng vừa rồi mình đã giảm được một mũi đầu và một mũi cuối rồi ha. Hàng kế tiếp này cũng tương tự. Chân đầu tiên sẽ là cái chân móc này, mình sẽ không móc vào cái chân móc này nha, mà mình đâm kim vào cái chân móc thứ hai, mình móc vào đó một mũi kép đơn. Tức là lúc này mình đã bỏ qua được cái chân đầu tiên rồi nè, giảm đi một mũi rồi. Các chân còn lại thì móc đều cho đến cái chân cuối cùng. Thì sau khi đã móc cho mình được đến các cái chân móc cuối cùng thì ở đây mình còn dư lại hai chân móc cuối cùng nè. Thì hai chân móc cuối cùng đó mình cũng chụm lại thành một mũi, giống như cái điểm chụm ở hàng bên trên ha. Lấy len đâm kim vào chân kế cuối nè, kéo len và kéo qua hai đường trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len, sau đó kéo qua hai đường trên kim và kéo qua hết ba đường trên kim. Như vậy là hai chân phía dưới cũng chụm lại được thành một mũi bên trên nè. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp thì cũng làm tương tự như hàng mà mình vừa móc ha. Cứ giảm một điểm ở đầu và một điểm ở cuối. Điểm ở đầu thì mình không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai. Như vậy là mình đã giảm được cái điểm đầu tiên nè. Điểm cuối cùng thì nhớ chụm lại hai chân móc cuối cùng thành một mũi ha. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân của yếm lại. Chạm hai cái ống quần lại nè. Thì mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi các bạn cảm thấy nó đạt được đủ cái độ rộng để vừa ôm với cái phần đùi của bé là được ha. Khoảng tầm 4 cho đến 5 hàng móc là được. Ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 5 hàng móc giảm mũi, giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Ở cái hàng móc cuối cùng mình có thay màu để nó tạo điểm nhấn cho cái phần ống quần hơn ha. Sau đó sẽ tiếp tục móc cho mình thêm một cái ống quần tương tự như cái ống quần mà mình vừa móc. Đây. Và ống quần đó mình cũng viền lại một hàng viền ha. Khi hoàn tất được hai ống quần rồi thì bây giờ mình sẽ viền lại tạo cái phần cài nút. Mình sẽ đặt cái phần thân yếm lại theo cái vị trí mặt phải ha. Sau đó tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ đâm kim từ bên phải qua bên trái nè. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng viền ở một cái ống chân bên này. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích.
chân đó móc tiếp một mũi móc đơn vào cái chân móc ta vừa đâm kim ha. Khi móc nhớ giấu len thừa nha. Lúc này các bạn để ý nè, mình sẽ có các cái thân chân móc và chân móc xen kẽ chứ không có chân móc liên tiếp. Đây là thân chân móc nè, chân móc, thân chân móc, chân móc, thân chân móc, chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào từng cái chân móc chứ không móc vào thân chân móc nha. Mỗi cái chân móc như vậy mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Đây thì cái chân đầu tiên nè mà mình gặp nè, móc vào đây hai mũi móc đơn, nhớ giấu len thừa nha. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại, cứ mỗi chân móc móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau khi móc đến ba cái mũi mà mình chừa ra ở chính giữa này nè, thì lúc này mình sẽ có ba cái chân mà mình chừa ra và hai cái chân là cái điểm giao giữa cái phần thân ống quần á. Tháo kim đánh dấu ra ha. Sau đó mình sẽ có năm chân móc nè, thì năm chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của điểm giao, tức là cái chân mà mình móc mũi kép đơn cuối cùng ở phần ống nè, một mũi móc đơn. Ba cái chân nằm chính giữa, mỗi chân một mũi móc đơn. Và tiếp tục là cái chân điểm giao, là cái chân mình bắt đầu của cái ống quần bên kia, cũng móc một mũi móc đơn. Thì như vậy là mình sẽ có 5 mũi móc đơn ha. Các chân còn lại thì mình làm tương tự như cái phần ống bên này, cứ mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối ha. Khi móc được đến chân cuối cùng thì chân cuối cùng móc một mũi móc đơn để mình kết thúc. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là ta viền được hàng viền đầu tiên ha. Đối với cả hai mặt trước và sau, hàng đầu tiên đều viền y chang như vậy. Đến hàng thứ hai thì các bạn cần xác định cho mình, đây là mặt sau nè. Mặt sau là cái phần mà mình có tạo cái khoảng để mình luồn dây thắt điều chỉnh á, thì giống thẳng xuống. Đối với cái phần viền ở mặt sau, các bạn sẽ móc đều cho mình và không cần phải tạo lỗ cài nút. Mình sẽ móc thêm hai hàng mũi móc đơn nữa, sau đó ta sẽ may ba hạt nút ở ba vị trí ha. Còn đối với cái mặt ngược lại là mặt trước nè. Hàng viền đầu tiên nó đã tạo ra những cái chân móc cụ thể rồi, thì đây là phần thân trước ha, là cái phần mình không có tạo cái khoảng trống để luồn dây nè. Các bạn sẽ tạo cho mình ba khoảng trống để mình cài nút. Thì móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó tùy vào cái kích thước nút mà các bạn sử dụng, các bạn sẽ chừa cho mình một khoảng trống phù hợp với cái kích thước nút đó. Đối với mẫu này mình xài nút khoảng tầm 1,5 cm, cho nên mình sẽ chừa ra một mũi móc. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích tương đương với một chân móc đó. Sau đó ta sẽ bỏ qua cái chân móc này, nắp vào chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình luồn cái phần nút vào nè. Sau đó tiếp tục mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cái chân nằm chính giữa ha. Thì chân nằm chính giữa sẽ là cái chân mà mình đánh dấu ban đầu á. Ở đây mình có 5 mũi nè, hai chân móc giao ở hai phía ngoài và cái chân móc nằm chính giữa là cái chân mình đánh dấu thẳng với cái mũi bên trên nè. Thì cứ móc đến cái chân đó ha. Ta sẽ bỏ qua cái chân đánh dấu đó, móc lên một mũi móc xích để tương đương với cái chân đó và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại, mình sẽ tạo ra được một cái lỗ nè. Móc và chừa cho mình ba chân móc cuối cùng ha. Còn lại ba chân móc cuối cùng thì mình cũng tạo ra một cái khoảng tương tự như điểm đầu tiên, tức là bỏ qua cái chân thứ ba là chân kế cuối á, móc lên một mũi móc xích để tương đương với cái chân đó và còn lại hai chân cuối cùng mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ viền lại được hàng móc thứ hai. Đến cái hàng viền thứ ba thì mình sẽ giúp cho các cái khoảng trống mà mình tạo ở đây nó lộ rõ hơn ha. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình sẽ có hai cái chân móc đầu tiên, thì chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Để cho cái khoảng trống để luồn cài nút nó lộ rõ hơn nè, thì cái chân móc kế bên này,
và cái khoảng trống xích mà mình chừa ra với cái chân móc kế tiếp. Tức là ba cái chân móc này mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống ta tạo này, ba mũi móc đơn ha. Để giúp cho cái khoảng trống của mình dễ phân biệt hơn nè, thì móc mũi móc đơn đầu tiên nó sẽ tương đương với cái chân móc mà mình vừa bỏ qua. Mũi móc đơn thứ hai là tương đương với mũi móc xích, và mũi móc đơn thứ ba là tương đương với cái mũi kế bên. Đây thì cái phần cài nút của mình nó sẽ lộ rõ hơn nè. Tiếp tục đến chân móc kế tiếp, thì cái chân móc sát bên mũi móc xích này mình đã móc vào cái khoảng trống rồi, thì bỏ qua chân đó móc vào chân kế bên một móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối ha. Như vậy là khi mình hoàn tất được hàng viền thứ ba, ta sẽ tạo ra được ba cái khoảng trống để mình cài nút. Và các bạn sẽ may cho mình ba hạt nút ở vị trí tương đương ở cái mặt sau nè. Đây. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân trên ha. Các bạn canh chỉnh cho mình cái phần thân yếm cho nó đều lại nè. Sau đó mình sẽ móc phần thân trên. Đánh dấu cho mình vào hai cái chân móc tương đương ở hai bên. Các bạn có thể xác định điểm tương đương thôi ha, không cần phải chính xác lắm. Mình đánh dấu vào hai chân ở hai bên. Những bạn nào mà muốn cân bằng hơn thì các bạn có thể đếm cho mình ở phía sau ha. Mỗi bên mình sẽ chừa ra cái số mũi móc bằng nhau thì ta sẽ có được hai cái chân móc mà mình đánh dấu nè. Sau đó tiếp tục tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc màu đỏ ha. Đâm kim từ phải qua trái. Kéo nút vừa tạo qua cái chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Mình cũng bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng. Chân đầu tiên là chân mình vừa đâm kim nè. Bỏ qua chân đó móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Chừa cho mình hai chân móc cuối cùng ha. Hai chân móc cuối cùng là chân đánh dấu và chân kế bên. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn. Sau khi móc đến chân móc cuối cùng, chừa lại hai chân cuối cùng ha, thì mình cũng chụm lại hai chân này thành một mũi nè. Cái cách chụm thì nó cũng tương tự giống như các bạn chụm mũi ở cái phần ống quần á ha. Cứ lấy len sau đó đâm kim vào chân kế cuối nè, kéo qua hai đường trên kim và tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim vào chân cuối cùng là chân mình đánh dấu. Kéo qua hai đường và kéo qua ba đường trên kim. Đây, ta cũng giảm được một mũi nè. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng tiếp theo thì mình cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Mũi ở đầu thì ta sẽ không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Các chân nằm chính giữa thì mỗi chân móc một mũi kép đơn, chừa cho mình hai chân móc cuối cùng để chụm mũi. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Thì cái cách giảm mũi nó cũng tương tự giống như cách mà các bạn giảm ở cái phần ống quần ở đây nè. Mình sẽ giảm thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Ở đây mình đã lên thêm được nhiều hàng móc giảm mũi. Các bạn cần đo cho mình chiều cao của các cái hàng mà mình giảm mũi được bao nhiêu cm. Sau đó mình sẽ dựa vào bề ngang của cái phần thân hông. Bề ngang phần thân hông của mình ban đầu là 22 cm, thì cái chiều cao ở phần thân trên nó sẽ bằng một nửa so với bề ngang thân hông ha. Cho tất cả các cái size các bạn đều đo như vậy cho mình. Nhưng ở đây mình chừa ra 1 cm để mình viền lại toàn bộ cái phần thân trên cho nó có điểm nhấn hơn. Đặt cho mình cái phần thân lại. Sau đó mình sẽ đâm kim từ phải qua trái từ cái hàng móc mà mình móc cuối cùng ở đây nè. Ta sẽ tạo một nút ha. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta đâm kim từ phải qua trái. Chân móc đầu tiên. Ở đây là cái chân mũi chụm nè. Thì cái chân mũi chụm nó có hai đường móc. Một đường là chân móc và một đường là ở cái phía sát bên này nè. Ta đâm kim vào cái chân sát bên đó trước ha. Sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Mình sẽ viền lại bằng hàng mũi đơn ha. Chân đầu tiên nè, móc một mũi móc đơn, khi móc nhớ dấu len thừa nha. Tiếp tục làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng. Mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi đã viền lại được hàng móc đơn cho đến chân cuối cùng, thì chân cuối cùng móc cho mình một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó một mũi móc đơn để mình tạo được một cái góc ha.
Đây, ta sẽ tạo ra được một cái góc như thế này. Thì tiếp tục di chuyển kim đến cái cạnh bên thân hông. Thì cái cạnh này á, mình cũng có các cái thân chân móc và chân móc xen kẽ, chứ không có những chân móc cụ thể. Thân chân móc nè, chân móc nè. Thì mình cứ đâm kim vào chân móc viền, giống như là cái phần ống quần ở dưới này nè. Mỗi chân cứ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc, vào chân móc chứ không phải móc vào thân chân móc nha. Móc viền tương tự cho mình cho đến cái điểm giao này. Mỗi chân móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Đây, ta viền lại được cái phần thân hông rồi, thì đến đây là cái chân móc có điểm giao nè. Mũi kép đơn ta móc vào chân cuối cùng đó, thì chân đó móc tiếp một mũi móc đơn. Sau đó các chân móc bên cạnh thì mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn, móc cho đến cái góc ha. Khi các bạn móc đến góc thì mình cũng tạo một góc tương tự, một đơn, một xích và một đơn này, giống như cái phần này. Sau đó mình sẽ viền tương tự cho đến cái chân móc cuối cùng. Nhớ là cái chân điểm giao mình cũng móc luôn vào đó nha. Sau khi đã móc viền được cho mình cái phần thân hông đến cuối rồi nè, đây thì cái phần luồng dây mình sẽ tạo ra được như thế này. Lát nữa mình sẽ luồn dây vào các cái thân của mũi kép đơn ha, để mình canh chỉnh cho nó vừa với phần lưng của bé. Đến điểm kết thúc thì chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà ta bắt đầu móc nè, móc vào đó mũi móc đơn, sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Để tiện cho việc móc dây quai luôn thì móc lên hai mũi móc xích, và các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn cho nó đạt được cái độ dày của phần dây ha. Mình sẽ móc 4 mũi kép đơn vào 4 chân móc. Các bạn cũng có thể thay thế bằng mũi móc đơn hoặc mũi nửa kép ha. Khi đã tạo được cái độ dày cho sợi dây ở 4 mũi kép đơn này rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Tức là mỗi hàng móc mình sẽ có 4 mũi kép đơn ha. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ta có 4 chân móc nè, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Cứ mỗi hàng mình sẽ có 4 mũi kép đơn. Móc cho đến khi ta đạt được cái chiều dài của sợi dây nè. Lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc. Làm tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Các bạn sẽ khâu cho mình hai hạt nút ở hai bên cái điểm mà mình tạo luồng dây nè. Từ cái sợi dây này mình sẽ luồn chéo qua ha, đang chéo như thế này, cho cái phần thắt dây nó có điểm nhấn. Sau đó mình sẽ cài nút vào các cái khoảng trống của mũi kép đơn. Móc cho mình thêm một đoạn dây xích. Dây xích này tầm khoảng 110 cho đến 120 mũi móc xích. Sau đó ta sẽ luồn vào các cái khoảng trống giữa các cái thân mũi kép đơn. Các bạn sẽ luồn cho mình ở hàng móc thứ 3 và hàng móc đầu tiên ha. Và cách luồn dây cũng giống như là các bạn thắt dây dày ha. Tiếp tục luồn ở hàng đầu tiên nè, luồn vào các cái khoảng giữa các cái mũi kép đơn ha. Mình sẽ thắt lại ở điểm này thì nó sẽ giúp mình có thể canh chỉnh được cho vừa với cái phần thân hông của bé ha. Như vậy là ta hoàn tất được phần thân trên nè. Thân dưới thì cũng vậy, các bạn sẽ khâu cho mình 3 hạt nút ở 3 điểm của phần thân sau. Sau đó phần thân trước mình sẽ cài lại. Thì lúc này cái phần thân trước của mình nó sẽ không có bị điểm hở giống như phần thân sau nè. Thân sau khi mà mình cài lại thì nó sẽ hở như thế này. Còn khi mà mình tạo cài nút ở phần thân trước thì nó sẽ không có bị hở ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần thân yếm như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái họa tiết trang trí chú rồng ở phía trước. Ta sẽ tạo phần sừng rồng nè. Hai cái sừng ghép lại với nhau như thế này. Một cái sừng cao và một cái sừng thấp ha. Thì cách móc nó cũng tương tự như nhau thôi, nó chỉ khác cái độ cao thôi nè. Đây, mình sẽ khâu như thế này. Thì đầu tiên các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Và mũi móc đơn thứ 6. Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời.
Để không có bị điểm G khi mình kết thúc mỗi vòng móc, nhớ các bạn sẽ kéo dài sợi len sau đó mình guốc lại cho mũi giờ nhỏ lại nha. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai mình sẽ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân ha. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba vào chân thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư vào chân thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu. Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn vào 6 chân rồi thì kết thúc cái hàng móc này. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Nhớ kéo sát cái sợi len sát với đầu kim ha. Móc vào một mũi dời. Và guốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ hai có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho hàng thứ ba. Hàng thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba mình sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. 2 mũi móc đơn mỗi chân và 2 mũi móc đơn cùng chân. Móc tương tự cụm này cho mình cho 3 chân móc còn lại ha. Thì kết thúc vòng mình sẽ có tổng cộng là 3 cụm như thế này. 2 mũi móc đơn mỗi chân nè. Mũi thứ hai. Sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và 2 mũi móc đơn cùng chân móc này sẽ nằm ở chân cuối cùng ha. Kết thúc vòng móc thứ ba nè, tương tự như các cái vòng móc bên trên. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ ba hoàn tất thì mình sẽ tăng lên được 2 mũi, ta có 8 mũi móc. 8 mũi tạo ra 8 chân cho hàng thứ tư. Hàng thứ tư móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn. Ta sẽ có 8 mũi móc đơn vào 8 chân ha. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục kết thúc vòng ha. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại nha. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được 4 hàng móc rồi nè, tạo ra được một cái độ rộng như thế này. Thì tiếp tục cái hàng móc thứ 5 mình sẽ tăng mũi. Tăng mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình theo công thức như sau. 3 chân đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp thì chân kế tiếp móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 3 mũi móc đơn mỗi chân và 2 mũi móc đơn cùng chân. Móc tương tự cho mình cho cụm này cho các chân móc còn lại thì mình sẽ có được thêm một cụm nữa ha. 3 mũi móc đơn mỗi chân nè. Mũi đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Sau đó sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc vào chân cuối cùng ha. Như vậy là khi kết thúc vòng này mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn, tăng lên được 2 mũi. Tiếp tục kết thúc vòng. Sau khi hoàn tất được hàng móc thứ 5 thì mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn, tạo ra 10 chân cho vòng móc kế tiếp. Thì vòng kế tiếp mình sẽ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta có 10 mũi móc đơn vào 10 chân ha. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ 10. Sau đó kết thúc hàng. Thì cái phần sừng ngắn của mình sẽ dừng lại ở 6 cái vòng móc như thế này, tạo ra được một cái độ cao cho cái phần sừng ngắn. Thì lúc này các bạn sẽ cắt len cho mình ha. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc cái phần sừng dài theo công thức của phần sừng ngắn luôn. Có 6 vòng móc tương tự như phần sừng ngắn rồi nè, thì tiếp tục 2 hàng móc nữa không tăng mũi, tức là mình sẽ làm tương tự như vòng thứ 6 ha. Vòng thứ 7, vòng thứ 8, mỗi chân là một mũi móc đơn, ta sẽ có 10 mũi móc đơn vào 10 chân cho vòng thứ 7 và vòng thứ 8 của phần sừng dài. Sau khi đã móc được cái phần sừng dài của mình được 8 vòng móc rồi nè, thì bây giờ mình sẽ nối hai cái sừng lại với nhau.
Để nối hai sừng lại với nhau thì các bạn sẽ đâm kim cho mình. Ở cái phần sừng dài mình sẽ đâm kim ngược. Ta quay ngược đầu móc nè. Mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời vừa kết thúc cái hàng móc cuối cùng. Đồng thời mình đưa cái sừng ngắn vào. Các bạn cũng đâm kim vào cái chân móc của cái mũi dời nè. Lúc này ở cái phần sừng ngắn mình sẽ theo chiều thuận ha. Đâm kim vào chân của mũi dời. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên và chân móc tương đương. Mũi dời thứ hai. Tiếp tục mũi dời thứ ba và cái chân kế bên ha. Mũi dời thứ tư. Móc lên một mũi móc xích. Sau khi đã nẹp cho mình được ở 4 cái đường móc rồi thì bây giờ mình sẽ móc viền toàn bộ lại ha. Thì lúc này nè, khi mà mình viền lại được 4 chân đó, tức là cái chân của mũi dời tính luôn rồi nè, thì mỗi bên mình sẽ còn lại 7 mũi móc. 7 mũi móc đó các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Mũi đầu tiên nè, đánh dấu vào cái chân mũi đầu tiên trước để mình có thể phân biệt ha. Sau đó tiếp tục làm mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Móc đơn thứ ba nè. Tiếp tục móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ bảy. Được 7 mũi ở cái phần sừng ngắn rồi tiếp tục qua 7 mũi ở phần sừng dài ha. Tức là lúc này mình sẽ không móc vào cái chân điểm giao nha. Ta có một mũi nè. Ở phần sừng dài nha. 2 mũi nè. Mũi thứ ba nè. Mũi thứ tư nè. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Và mũi thứ bảy. Khi móc được đến cái chân móc thứ bảy rồi mình sẽ có tổng cộng là 14 mũi móc đơn cho cái phần viền này ha. Tiếp tục tháo kim đánh dấu ra và mình sẽ kết thúc cái vòng móc này. Đâm kim vào cái chân mà mình đánh dấu, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Lúc này mình sẽ có được 14 chân móc cho hàng móc kế tiếp. Thì các bạn sẽ móc cho mình đều mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Ta có 14 mũi móc đơn vào 14 chân. Sau khi đã móc được đến cuối rồi nè, thì kết thúc cái vòng móc này. Móc lên một mũi móc xích. Cắt một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ nhồi gòn vào bên trong phần sừng ha, để tạo cái độ cứng cáp cho phần sừng nè. Sau đó các bạn sẽ sử dụng kim khâu, mình sẽ khâu sử dụng cái sợi len thừa đó mình khâu vào trong cái phần thân yếm ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần tai. Đầu tiên thì tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ tám. Mũi kép đơn thứ chín. Kép đơn thứ mười. Kép đơn 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi đã có được 12 mũi kép đơn vào cái vòng tròn đầu tiên rồi, ta đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đây, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Cuốc lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại ha. Đến vòng móc thứ hai thì mình sẽ sử dụng mũi nửa kép. 12 mũi kép đơn này tạo ra 12 chân cho vòng tiếp theo. Thì mỗi chân móc 2 mũi nửa kép vào cùng chân móc. Chân đầu tiên 2 mũi nửa kép. Sau đó làm tương tự cho đến hết. Sau khi móc đến cuối thì đâm kim vào chân mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ cắt một đoạn len ngắn thôi ha. Mình sẽ tiếp tục sử dụng màu khác để mình tạo cái phần sừng cho tai.
Các bạn sẽ dùng cho mình màu cam ha. Mình đâm kim vào phía sau của sợi len thừa là cái chân của mũi dời kết thúc á. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn, chân thứ hai hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ tạo ra được một cụm như thế này. Các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp là 3 cụm như thế này ha. Đối với cái phần tay bên trái, còn phần tay bên phải mình sẽ móc 4 cụm liên tiếp ha. Một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba. Một đơn và hai đơn cùng chân móc. Và cụm thứ tư. Một đơn, sau đó là hai đơn cùng chân móc. Đây là cái tay bên phải ha, còn tay bên trái các bạn chỉ móc 3 cụm thôi. Để dễ dàng may hơn á. Sau khi đã hoàn tất cho mình được các cụm này rồi, mình sẽ tạo cái phần sân nè. Móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. Và một mũi kép đơn cũng vào cái chân móc đó luôn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc ở phía sau của cái xích đầu tiên nè. Móc vào đó một mũi dời để mình tạo cái độ nhọn cho phần sừng ha. Tiếp tục làm một mũi kép đơn và một mũi nửa kép cũng vào cái chân móc ta móc luôn. Một mũi kép đơn nè. Và một mũi nửa kép. Ta tạo được cái độ cao của sừng đầu tiên. Chân kế bên sẽ móc một mũi móc đơn. Và chân kế tiếp móc một mũi dời. Đây thì phần sừng đầu tiên sẽ hoàn tất như thế này. Tiếp tục đến sừng thứ hai thì chân kế bên móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ tạo sừng ha, một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn cùng chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Kép đơn nè. Lên hai xích. Móc vào chân xích đầu tiên một mũi dời. Tiếp tục là hai mũi ngược lại ha. Một kép đơn và một nửa kép cũng vào cùng chân móc đó luôn. Sau đó là một mũi móc đơn vào chân kế bên. Và một mũi dời vào chân kế tiếp. Ta hoàn tất được cái sừng thứ hai. Tiếp tục tạo cho mình một sừng thứ ba ha. Sau khi đã móc được đến cái sừng thứ ba rồi nè, thì kết thúc cái sừng thứ ba bằng một chân mũi đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn nè. Sau đó còn lại các cái chân móc cuối cùng thì các cái chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình 3 cụm giống như các cái cụm đầu tiên ha. Đối với cái phần tay bên phải thì móc cho mình 3 cụm cuối cùng. Còn phần tay bên trái thì mình sẽ còn lại 4 cụm ha. Một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc nè. Cụm thứ hai nè. Một đơn, hai đơn cùng chân móc. Và cụm thứ ba sẽ nằm ở hai chân cuối cùng. Phần tay bên trái thì là cụm thứ tư ha. Sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích kéo và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Tiếp tục sẽ làm mắt ha, tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên hai mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn, kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ 12. Hoàn tất được 12 mũi kép đơn đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên hai mũi móc xích. Thì đối với cái lòng trong của phần tai á, các bạn cũng móc cho mình một vòng tròn tương tự như vậy bằng cái màu của phần thân ha. Còn đối với cái lòng ngoài thì các bạn sẽ móc cho mình hai vòng móc. Vòng móc thứ hai mình cũng sử dụng mũi kép đơn để móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào 12 chân đó, mỗi chân là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên hai mũi kép đơn nè. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng ha. Chân thứ hai nè. Sau khi đã hoàn tất cho đến cuối vòng thì các bạn sẽ tiến hành cắt len. Sau đó mình sẽ viền một cái hàng viền tạo mi mắt cho chú rồng của mình ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau nè. Lúc này mình sẽ không đâm kim vào chân móc mà các bạn sẽ đâm kim vào giữa kẽ của các cái thân chân móc ha. Mình sẽ đâm kim vào một kẽ bất kỳ. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ lần lượt móc cho mình mỗi
cái khoảng trống là một mũi móc đơn, tức là giữa của hai cái thân chân móc. Ta cứ móc mũi móc đơn ha. Các bạn móc cho mình một đoạn, sau đó mình sẽ tạo phần mi. Phần mi ở bên trên để tạo cho nó có cái độ dày và nhô lên nè. Mình sẽ sử dụng mũi nửa kép ha. Móc cho mình vào ba cái khoảng liên tiếp, mỗi khoảng là hai mũi nửa kép. Khoảng thứ hai nè. Và cái khoảng thứ ba. Chọn ba khoảng bất kỳ ha để cho tạo cái độ dày cho phần mi. Khi phần mi nó đã có được một cái độ dày và nhô cao rồi thì các cái khoảng kẽ còn lại, mỗi khoảng các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và lưu ý cái mũi móc đơn này các bạn móc lỏng tay thôi ha, đừng có móc quá chật tay. Móc lỏng tay tạo độ bồng bềnh cho cái phần mi của mình nè, thì ta sẽ hoàn tất được phần mắt như thế này. Phần mắt thì mình sẽ dán nó ở bên dưới của phần tai. Sau đó tròng mắt nè, các bạn sẽ dán cho mình ở phía dưới, đệt một tí ha. Bây giờ mình sẽ tạo hai cái sừng ở hai bên. Tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời. Nhớ ha, nhớ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại nè. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ hai móc cho mình vào 6 chân, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối ha. Sau khi hoàn tất được vòng thứ hai rồi, vòng thứ ba và vòng thứ tư các bạn sẽ móc đều và không tăng mũi. Mỗi chân móc một mũi móc đơn, ta sẽ có 12 mũi móc đơn và 12 chân cho vòng thứ ba và vòng thứ tư ha. Hoàn tất được đến vòng thứ tư thì vòng thứ năm mình sẽ tiến hành bo nhỏ lại. Trước khi bo nhỏ lại thì có thể nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong nhé. Thì để bo lại nè, ở đây mình có 12 chân, các bạn sẽ chụm cho mình liên tiếp hai chân lại thành một mũi. Đâm kim vào đường bên ngoài của chân đầu tiên và chân kế tiếp. Sau đó kéo qua hai đường trên kim và kéo qua hai đường trên kim. Ta chụm lại được hai chân phía dưới thành được một mũi nè. Làm tương tự cho đến khi mình được 6 cái mũi chụm liên tiếp ha. Mũi chụm thứ hai này ở hai chân liên tiếp, đường bên ngoài của chân kế bên và đường bên ngoài của chân kế tiếp, kéo qua hai đường đó, sau đó kéo qua hai chân trên kim, ta được mũi chụm thứ hai ha. Mũi chụm thứ sáu nè. Sau đó kết thúc, trước khi kết thúc thì nhồi cho mình một ít gòn ha. Sau đó đâm kim vào chân của mũi chụm đầu tiên, móc một mũi dời, kéo dài sợi len và cắt len, cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu ha. Khi mình đã xỏ sợi len vào trong kim khâu rồi, lần lượt đâm kim vào các cái đường móc bên ngoài của 6 chân nè. Chân thứ nhất nè. Chân thứ hai. Chân thứ ba vào đường bên ngoài nha. Chân thứ tư. Chân thứ năm. Và chân thứ sáu. Sau đó guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại và giấu sợi len thừa vào bên trong. Như vậy là ta sẽ tạo ra được hai cái sừng trước nè. Hai cái sừng nhỏ này mình sẽ đính ở hai bên phía dưới của phần mắt ha. Để cho nó cân bằng và khi mà mình khâu không có lộ cái sợi len thừa ra phía sau á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu nè. Phần sừng thì mình sẽ để ở cái điểm chính giữa hai sừng. Sau đó mình sẽ khâu lại. Từ đây các bạn sẽ khâu lồi cho mình ra cái đầu bên ngoài của sừng ngắn ha. Sừng ngắn mình sẽ đặt ở bên trên, sừng dài đặt ở bên dưới nè. Khâu ở cái hàng móc thứ hai, tính từ cái hàng viền ha, sát với cái sợi dây nè. Và để khâu cho cái sợi len của mình nó không có bị lộ ra bên ngoài á, lộ ra mặt trong á, các bạn sẽ khâu cho mình vào những cái đường móc nằm ở bên trên của phần thân yếm nha. Và khâu vào các cái chân móc tương ứng với phần sừng nè. Khâu cho đến hết.
Khi các bạn khâu cho đến hết rồi nè, thì để cho cái phần sườn của mình khi mà mình mặc vào nó không có bị lệch á, không có bị dở lên dở xuống á, thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào bên trong của phần sườn ha, vào chính giữa của hai sườn nè. Sau đó mình sẽ khâu cái điểm chính giữa này với một cái chân móc tương đương ở cái phần dây quai để cố định lại đuôn cái phần sườn này ha, cho phần sườn của mình nó không có bị chạy. Khâu cố định lại, sau đó giấu sợi len thừa, ta sẽ khâu hoàn tất được phần sườn ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục khâu phần tai. Khi lật ở bên trong nè, sợi len thừa khi mình khâu nó không có hở ha. Tiếp tục đến phần tai, thì phần tai mình sẽ khâu ở cái điểm chính giữa của phần sườn nè. Phần tai bên phải thì mình khâu ở ba cái cụm cuối cùng của phần tai. Còn phần khâu bên trái thì mình sẽ khâu ở ba cụm đầu tiên ha. Đây. Ba cụm đầu tiên nè. Thì mình sẽ khâu ở phần tai bên trái. Cái điểm khâu đầu tiên nó sẽ là cái chân móc mà mình cắt ha. Khâu ở những cái chân móc tương ứng với nhau nè. Các bạn sẽ khâu một phần phần sừng với phần tai lại với nhau. Tức là phần tai mình sẽ khâu lên phần sừng một tí. Vào các cái chân móc tương ứng luôn ha. Khi khâu thì nhớ canh chỉnh cho mình cái phần tai nó nằm ngang nha. Sau đó ta tiếp tục khâu cái phần mép sát với lại cái phần yếm trước nè. Còn lại một đoạn cuối cùng này thì mình cũng khâu tương tự cho đến hết ha. Sau khi khâu hoàn tất thì giấu cái sợi len thừa vào trong phần tai. Khâu trang trí được sừng với tai rồi thì mình sẽ đưa mắt vào trong. Các bạn có thể khâu hoặc là đính cố định cũng được ha. Trồng ở bên trong thì mình sẽ khâu lệch xuống phía dưới một tí, chừa ra một khoảng hở cho trồng bên dưới ha. Và tiếp tục là hai sừng nhỏ. Để tạo được sợi râu, các bạn sẽ sử dụng cho mình kẽm lá nè. Kẽm của mình có kích thước tầm khoảng xấp xỉ bằng 1 mm. Sau đó chích một ít keo ở đầu này. Các bạn sẽ sử dụng sợi len đính cố định lại và mình sẽ quấn hết xung quanh cái phần kẽm mà mình chuẩn bị ha, để tạo ra được cái độ dài cho phần râu. Khi đã hoàn tất được cái độ dài cho phần râu rồi, các bạn có thể luồn cho mình cái cọng kẽm này qua hai bên của cái phần sườn dưới nè, và bẻ cho cái phần râu của mình tạo dáng ha. Còn cái khoảng trống ở phần thân dưới của yếm, mình có thể móc tên và mình gắn trang trí để tạo ra được cái sự khác biệt cho phần yếm của mình hơn ha. Như vậy là mình vừa hoàn tất xong một cái mẫu yếm chú rồng xinh xắn như thế này. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nhé. Chúc các bạn móc thành công!